Đúng là không có người vợ đã chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà ngay từ đầu, cả con và anh Khôi chưa bao giờ là vợ chồng thật sự ạ. Đây không phải là lúc nói chuyện này. Không giống vợ chồng thực sự thì chúng mày đang coi nhau là cái gì hả? Là cái gì? Có thể là anh không thấy mệt, nhưng em thì cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Em không muốn nói dối mẹ thêm nữa. Đang giấu mẹ chuyện gì? Các con đang giấu mẹ chuyện gì thế? Như mẹ cũng đã biết, bọn con lấy nhau chỉ vì có voi. Chứ ngay từ đầu, bọn con không hề yêu đương hay tìm hiểu nhau từ trước. Có phải bố mẹ ly hôn không? Là lấy về bố. Nhà mình sẽ có một sự thay đổi nho nhỏ. Là sau này chúng ta sẽ không sống với nhau nữa. Nhưng mà mọi người vẫn vui vẻ, vẫn yêu thương voi. Không ở với nhau là không yêu thương nhau rồi. Sao lại không yêu thương nhau? Cả bố cả mẹ đều yêu voi nhất đời mà. Con muốn bố mẹ yêu nhau và ở với nhau cơ. Thôi nào, voi của bố ngoan. Không phải cái gì mình muốn cũng được đâu. Khi nào mà voi lớn ấy, bố sẽ nói cho voi hiểu, nghe chưa? Nghe rõ chưa? Vâng ạ. Cậu cứ bay ra bay vào như vậy, tớ cũng thấy áy náy. Nên khi hai đứa chưa quyết định điều gì, tớ muốn cậu biết rõ. Nếu như bọn mình đến với nhau thì có quá nhiều trở ngại, người thầy sẽ thiệt thòi và bất công cho cậu. Trung, kỳ nghỉ này tớ sẽ không đi cùng cậu đâu. Tớ mong rằng cậu sẽ dành thời gian này để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Thành này, trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này, tớ hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ luôn tốt đẹp. Cậu hiểu ý tớ chứ? Nhưng mà tớ không muốn hy vọng để rồi thất vọng. Cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi, xem mình có đón nhận được tớ và happy hay không, rồi hãy tìm tớ.